Chương trình ngày mới sáng nay tiếp nối với những thông tin giá cả thị trường. Hôm nay chúng tôi cung cấp đến quý vị thông tin giá một số mặt hàng nông sản như là tiêu, thanh long và sầu riêng. Giá tiêu hôm nay trong khoảng 92.000 đến 95.000 đồng một ký, tăng 1.000 đến 2.500 đồng một ký so với đầu tuần. Ở trong nước, vụ thu hoạch tiêu 2024 cơ bản kết thúc. Nắng nóng giúp người nông dân thu hoạch và làm khô nguyên liệu dễ dàng hơn. Tuy vậy, nắng nóng quá lâu gây ra hạn hán, dẫn đến mối lo sản lượng giảm trong vụ tới. Đây cũng là nguyên nhân để giá tiêu tăng trở lại trong 4 ngày liên tiếp này, đưa giá tiêu lấy lại mốc 95.000 đồng một ký. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trái thanh long tại các địa phương bắt đầu có giá tăng cao trở lại. Hiện thanh long ruột đỏ loại 1 đang có giá từ 25.000 đến 26.000 đồng một ký, loại 2 có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng một ký tại vườn. Thanh long thuận lợi xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài nên bắt đầu có giá tăng cao. Hiện thương lái đang tìm mua thanh long của nhà vườn để vận chuyển đi tiêu thụ ở nơi khác và phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Sầu riêng đang trong giai đoạn chính vụ. Hiện sầu riêng G6 đẹp ở khu vực miền Tây Nam Bộ có giá 100.000 đến 102.000 đồng một ký. Khu vực miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có giá 95.000 đến 100.000 đồng một ký. Tuy nhiên, giá sầu riêng có thể tăng nhẹ trong thời gian tới do thời tiết nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của cây sầu riêng.